Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sau 2 ngày thi đấu, giải Điền Kinh Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An đã khép lại với nhiều cảm xúc, đó là 15 kỷ lục mới được lập, hay hình ảnh hai anh em cùng nhau về nhất nhì ở đường chạy 1.500m và 5.000m nam, và có cả vận động viên đã phá đến 3 kỷ lục. Tất cả đã làm cho môn Điền Kinh kết thúc thành công tốt đẹp. Thì đại hội năm nay thì tham dự 16 trên 16 đơn vị, luôn cái đơn vị của công an. Thì tổng số vận động viên là 180 vận động viên. Thì thi đấu thì ở 22 nội dung, 11 nội dung của nữ và 11 nội dung của nam. Thì qua cái kết quả của đại hội 2018 thì đại hội lần này có xác nhận một số kỷ lục mới qua 2 ngày thi đấu, thì phá tổng cộng là 15 kỷ lục. Thì một số kỷ lục phá rất là sâu, như là kỷ lục của 3.000m nữ, rồi kỷ lục của nhảy xa nữ, rồi kỷ lục của 100m nữ cũng như 200m nữ. Rồi nhìn chung á, qua giải thì các huyện có công tác chuẩn bị lực lượng cho đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2022 á, là có công tác chuẩn bị rất tốt, nên cái thành tích của các đoàn là huy chương vàng là rải đều cho các đoàn, chứ là cũng không tập trung là ở một đơn vị nào. Thì chúng tôi các huyện có sự chuẩn bị qua cái lực lượng của cái đại hội lần này, thì cũng tuyển chọn một số vận động viên để chuẩn bị cho cái lực lượng của đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm tháng 11, cũng như là cái lực lượng học sinh thi đấu của cái giải Điền Kinh học sinh toàn quốc vào cái tháng 6 sắp tới. Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể thao Long An, thì tại môn Điền Kinh của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9, các vận động viên đã lập được nhiều kỷ lục với thành tích khá xa so với kỷ lục cũ. Nhưng bộ môn Điền Kinh của tỉnh vẫn còn khoảng cách khá xa so với thành tích của các vận động viên tuyến trên. Tuy vậy, với sự chuẩn bị của các đơn vị, những thành tích đạt được tại kỳ đại hội này là đáng khích lệ. Tại đây, có những vận động viên đã tự phá kỷ lục của chính mình, như em Trần Thị Nhi Yến, đến từ huyện Cần Đức. Sở trường là ở các đường chạy cự ly ngắn 100m, 200m và nhảy xa. Nhi Yến lần lượt vượt qua các thành tích mà mình đã lập để lập nên những kỷ lục mới. Em tham gia nội dung Điền Kinh này được là 4 năm. Thế mạnh của em là nhảy xa với lại 100m. Ba nội dung huy chương vàng 100, 200 và nhảy xa. Dạ, em cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua khả năng của mình rồi vượt qua người khác. Giờ kiến thức tới là trong vòng tháng 6 em thi giải Trung học phổ thông quốc gia, và em xin cố gắng để giữ lại huy chương trong mấy cự ly mà em dành tham gia là 100 với nhảy xa. Được biết, Nhi Yến tham gia đường chạy từ khi học lớp 8 và đạt được nhiều thành tích tại địa phương. Ngoài ra, em cũng góp phần vào những tấm huy chương vàng cho đoàn Điền Kinh Long An tại giải Điền Kinh học sinh toàn quốc tại Nam Định vào năm 2019. Tham dự giải tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh cũng chính là tiền đề để em có những bước chuẩn bị để tham gia giải Điền Kinh học sinh toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 2022 tại Huế. Và một điều thú vị hơn nữa tại giải Điền Kinh Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần này là ở đường chạy 1.500m và 5.000m nam, hai vận động viên lần lượt về hai vị trí dẫn đầu là anh em sinh đôi Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Dầu đến từ đơn vị Tân Thạnh. Hai anh em cùng có một niềm đam mê chung với Điền Kinh từ nhỏ và cũng đã đạt được nhiều thành tích ở cấp cơ sở. Dạ, em tập luyện nay cũng 3 năm rồi. Vì lý do là em cũng là vận động viên 3 môn quân sự phối hợp. Như em là giác súng rồi ném lựu đạn với chạy vũ trang. Và cũng có thành tích nên là em đam mê cái môn Điền Kinh. Và rồi em cũng gắn bó với môn Điền Kinh này, cũng đam mê phong trào thôi chứ không có bên chuyên nghiệp. Như vậy, em cũng là vận động viên 3 môn mà. Em cũng đam mê Điền Kinh.
Dạ, cho nên là cũng tập luyện cũng lâu rồi. Dạ, dạ. Em tập luyện nay cũng được hơn một tháng rồi ạ. Để dành hết sức lực để thi những cái giải 1.500 và cự ly 5.000 nữa vậy. Em cảm giác là rất là vui vì đã đem được thành tích cao nhất về cho huyện nhà. Dạ, cũng là cái nỗ lực mà em tập luyện mấy năm nay cũng được đền đáp rồi. Dạ, rất vui. Có thể thấy rằng để đạt được thành tích cao thì ngoài việc yêu thích đam mê, cần có sự tập luyện để duy trì thể lực và vượt qua chính mình để đứng trên bục cao nhất. Sau 2 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao 22 bộ huy chương cho các vận động viên đạt được thành tích. Nhìn chung, các đơn vị tham dự giải đều có huy chương, trong đó nổi bật hơn là đơn vị Bến Lức xếp dẫn đầu khi giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thứ hai là Đức Hòa với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Cần Đức xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng. Cũng trong 2 ngày 1 và 2 tháng 5, môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022 đã chính thức khép lại tại hồ bơi khu dân cư Waterbone, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo ban tổ chức, tham dự môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh có 133 vận động viên tranh tài ở 38 nội dung nam và nữ với 38 bộ huy chương. Sau 2 ngày thi đấu, đội bơi thành phố Tân An đã khẳng định vị thế số 1 với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Bám đuổi quyết liệt là đội bơi huyện Tân Thạnh với 8 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về đội bơi huyện Bến Lức với 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xếp vị trí thứ 4 thuộc về đội bơi huyện Thủ Thừa với 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Cùng có 4 huy chương vàng, nhưng đội bơi huyện Châu Thành chỉ xếp vị trí thứ 5 do kém số huy chương bạc và đồng. Dù không có huy chương tại môn điền kinh, nhưng với 10 huy chương vàng giành được ở môn bơi, đoàn thể thao thành phố Tân An tiếp tục dẫn đầu cho bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022.